Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với Hà Nội Cô Tư, và như thường lệ mình, phóng viên Sao Giáo Vinh Tokoda và mình đã quay trở lại. Và chắc hẳn là anh em vẫn còn nhớ đến một con màn hình ultra wide của LG có tên là 29WK600. Thì đây là một trong những con màn hình có thể nói là ngon nhất với cái mức giá cũng vô cùng phải chăng, chỉ có khoảng 6 triệu đồng. Và ở thời điểm hiện tại, LG đã cho ra mắt một con màn hình mới là phiên bản nâng cấp của con màn hình này, với cái mã nó cũng gần như là tương tự 29WN600. Và thì với cái giá cũng chỉ tương đương thì chúng ta sẽ có những cái gì và nâng cấp của nó sẽ nâng cấp ở đâu? Hãy cùng tìm hiểu trong video này. Đầu tiên thì nói về thiết kế, ở đây chúng ta sẽ có một con màn hình với thiết kế tràn viền. Phần viền phía dưới thì cũng không quá dày, với logo LG ở ngay chính giữa giống như mọi thiết kế màn hình khác. Phần chân đế được thiết kế một đường cong mềm mại tạo nên những sự tinh tế cũng như là không mất đi được cái sự chắc chắn cho cái màn hình. Một điểm trừ cho con màn hình này là thì nó không có khả năng xoay hai bên trái phải, cũng như là không có khả năng tăng giảm cái chiều cao của màn hình. Thế cho nên là cái góc làm việc của anh em, nếu mà có bàn quá cao hay ghế ngồi không có khả năng tăng chỉnh lên xuống thì anh em sử dụng màn hình này sẽ cảm thấy khá là khó chịu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có những cái giải pháp như là mua một cái kệ màn hình để đặt lên cũng không có gì cả. Chúng ta sẽ cần một góc làm việc với bàn và ghế đã phù hợp và thoải mái thì con màn hình này mới phát huy được hết những cái công dụng của nó. Nó có một điểm nữa rất là hay thì ở phần chân này khá là dễ lắp đặt, anh em không phải lo khi mà mua về loay hoay không biết lắp như thế nào. Về các cổng kết nối thì mặt sau chúng ta sẽ có một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một cổng audio và một cổng nguồn. Một cái khá là hay thì con màn hình này có một adapter nguồn đi riêng, thì anh em khi mà cắm nguồn vào sẽ không phải lo vấn đề là sẽ có điện tích ở trong màn hình gây hỏng hay là chập về lâu về dài, và về việc sử dụng thì nó cũng sẽ có tuổi thọ cao hơn. Một cái rất là hay ở con màn hình này là ở ngay phía đằng sau ấy, với những cái nút điều chỉnh chức năng thì anh em sẽ không cần phải mò hay là tìm hiểu quá là nhiều, mà anh em sẽ có một cái joystick để điều chỉnh lên xuống, gạt qua gạt lại. Và mình thực sự là rất thích cái joystick này, ở trên tất cả những con màn hình có joystick này thì mình đánh giá rất là cao cái thiết kế này. Điểm qua về thông số thì LG 29WN600 sở hữu một màn hình 29 inch, tỷ lệ 21.9, tần số quét là 75Hz với thời gian phản hồi là 5ms, AMD FreeSync, độ sáng đạt 250 nits, tấm nền IPS đạt 99% giải màu sRGB. Điều đặc biệt tạo nên sự khác biệt của 29WN600 đó là có hỗ trợ HDR10, giúp cho hình ảnh được sắc nét, có độ tương phản cao, phù hợp nhất cho những anh em làm thiết kế đồ họa, hình ảnh cũng như dựng phim chuyên nghiệp. Với một con màn hình ultra wide với tỷ lệ là 21.9 thì anh em sẽ có một cái không gian làm việc rất là thoải mái trên những cái phần mềm Premiere hay là Photoshop. Và với góc làm việc như vậy, anh em sẽ không bị bó hẹp trong một cái màn hình 24 inch. Thì thường như những anh em làm video thì sẽ có 2-3 màn hình, thì với con màn hình ultra wide là anh em chỉ cần một màn hình thôi và đã có một cái góc làm việc cũng như một cái giao diện phần mềm có thể nói là thuận mắt nhất. Tuy nhiên thì với một màn hình tỷ lệ 21.9, 29 inch ultra wide thì cái không gian làm việc của anh em sẽ rất là thoải mái, chia thành nhiều cửa sổ khi sử dụng, vừa dựng được preview video hay kể cả là lướt Facebook thì mọi thứ đều rất đơn giản trên con màn hình này. Cùng với đó là cái trải nghiệm xem phim trên con màn hình này thì cũng phải nói là thôi rồi luôn, khi mà với những phim bom tấn có hỗ trợ tỷ lệ là 21.9, trải nghiệm xem phim của anh em phải nói là hoàn toàn khác với 16.9 mà anh em thường thấy. Thì với những con màn hình 16.9 thì thường là chúng ta sẽ có hai cái giải đen cắt xuống ở trên màn hình. Và với on-screen control thì anh em có thể dễ dàng tùy chỉnh cửa sổ theo ý thích và với nhiều tùy chỉnh khác nhau. Và nó cho phép một máy tính có thể tinh chỉnh đồng thời nhiều màn hình của LG. Và chưa hết, một điều tiện dụng tuyệt vời nữa mà on-screen control đem lại thì đó chính là anh em có thể điều chỉnh chế độ hình ảnh khác nhau cho từng ứng dụng mà anh em dùng. Ví dụ khi anh em đang xem ảnh bằng Windows Media Player hay là xem phim trên web thì anh em sẽ sử dụng chế độ Cinema. Và khi bấm vào sử dụng Adobe Premiere để dựng phim thì màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ Custom mà anh em đã chỉnh sửa từ trước. Hay kể cả là chơi game thì khi bật lên màn hình sẽ tự động chỉnh về FPS Game 1. Vô cùng tiện dụng phải không nào? Và anh em sẽ không cần phải sử dụng bất kỳ một phần mềm nào để tinh chỉnh màu cũng như là cân màu, và chính con màn hình này sẽ làm việc đó thay cho chúng ta. Ngoài ra thì ở trên con màn hình này còn tích hợp sẵn một cái loa gọi là loa chống điếc, tuy nhiên thì nói như vậy thôi. Và thực sự cái chất lượng âm thanh của con loa tích hợp này nó rất là tốt và có thể nói là hơn rất nhiều những con màn hình có loa tích hợp khác ở trên thị trường, kể cả nó có cả giá cao hơn như là con màn hình ViewSonic mà mình đang dùng ở nhà. Loa không bằng con này được, tiếng của nó rất to và rõ ràng, những cái giải âm thì với cái mức giá như này và được tích hợp rất là ok. Và ngoài ra thì với tất cả những cái trải nghiệm mang lại như vậy thì con màn hình này có dễ để sở hữu không như mình đang nói ở bên trên? Hiện nay tại Hà Nội Computer đang bán con màn hình này với mức giá là 6.599.000. Và anh em không nghe nhầm đâu, giống như phiên bản trước thì 29WN600 vẫn giữ một mức giá vô cùng hợp lý. Phân khúc màn hình ultra wide giá rẻ thì có lẽ đây là một con sản phẩm xứng đáng nhất mà anh em nên lựa chọn.
Vậy thì với những anh em làm ảnh hay là làm video thì tất cả những điều trên hay là những cái thông số cũng như là màu sắc của con màn hình này thì anh em thấy như nào? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết. Và nếu như đã xem đến đây rồi thì đừng ngần ngại mà để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe và cái chuông nho nhỏ phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Chipu thì cũng khá là xinh. Tuy nhiên thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình phóng viên Sao Sảo Tình Tục Cô Đàm.